Đây là câu chuyện về một thế giới, nơi không có rào cản giữa nhân loại và phi nhân loại. Câu chuyện kể về thời xa xưa, nơi những thánh kỵ sĩ bảo vệ vương quốc bằng những pháp thuật quyền năng của mình. Họ được tôn sùng và kính sợ, nhưng rồi, một nhóm phản bội đã đứng lên chống lại toàn bộ kỵ sĩ. Mọi người gọi họ với cái tên Thất Đại Tội. Câu chuyện bắt đầu từ một quán bia. Anh chàng tóc vàng này chính là chủ quán. Anh đem ra cho khách một món ăn trông rất hấp dẫn, được gọi là bánh thịt heo. Nhìn thì có vẻ ngon, nhưng khi ăn thì lại có vị cực kỳ kinh, khiến người ta phun hết ra ngoài. Lúc này có một con heo màu hồng xuất hiện, nó tên là Hóc, nhìn thấy heo biết nói, mấy vị khách có chút bất ngờ. Heo Hóc bắt đầu dọn đồ ăn thừa trên sàn nhà, nhìn cái sàn nhà sáng bóng thôi là đủ biết chú chuyên nghiệp đến cỡ nào. Chú nói với anh tóc vàng, lần sau mà là đồ ăn thừa thì tự mà nuốt đi nhé. Có khi mình làm được món heo quay nguyên con ấy nhỉ. Nghe vậy, Hóc trở mặt cực nhanh, ngon quá, thức ăn rơi trên sàn là ngon nhất. Sau đó có một người chạy vào quán nói, nhìn thấy một kỵ sĩ lang thang mặc áo giáp rỉ sét. Nghe vậy, mọi người trong quán bắt đầu liên tưởng đến Thất Đại Tội. Đây chính là những tờ truy nã của 7 người họ. 7 người họ chính là những người đã gây ra vụ thảm sát kỵ sĩ tại Vương quốc vào 20 năm trước. Lúc này có một tên kỵ sĩ mặc một bộ giáp rỉ sét bước vào quán, dọa những người trong quán chạy tục quần. Khi đối diện với anh tóc vàng, tên kỵ sĩ bỗng ngã xuống. Khác với vẻ bề ngoài, bên trong bộ giáp là một cô gái xinh đẹp. Ôi, trông cô ấy thật là bốc lửa. Một người chính trực như anh tóc vàng thì chắc là sẽ không làm gì cô gái đâu. À, mọi người đừng hiểu lầm nhé. Chắc là anh ấy chỉ đang kiểm tra nhịp tim thôi. Cô gái lúc này tỉnh dậy, thấy anh tóc vàng đang khám nhịp tim mà cô lại không làm gì. Đã thế còn cảm ơn anh tóc vàng, chứ phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát. Nhìn thấy thanh kiếm sau lưng anh tóc vàng, cô gái có chút tò mò, nhưng khi rút ra thì chỉ là một thanh kiếm gãy. Anh tóc vàng thường dùng nó để dọa mấy tên ăn quỵt. Thấy một con heo biết nói, cô gái vui vẻ chạy đến sờ sờ vuốt vuốt. Sau đó tóc vàng mời cô đi ăn. Nhìn thì ngon thế thôi, chứ khi ăn vào vị như thế nào thì mọi người biết rồi đó. Đang ăn thì có mấy tên kỵ sĩ tập sự đến đập cửa. Chúng đến đây để tìm bắt kỵ sĩ rỉ sét. Ê, ra đây mau, gọi ta à, kỵ sĩ rỉ sét Hóc, đội trưởng đội ăn thừa. Bộ không có kế hoạch nào tồi hơn sao? Mặt tên kỵ sĩ tập sự lúc này kiểu, bố mày nhờn với mày à, vì không muốn liên lụy đến anh tóc vàng. Cô gái đã bỏ đi, thu hút sự chú ý của những tên kỵ sĩ tập sự. Bọn chúng bắt đầu đuổi theo cô gái. Còn chưa bắt được cô gái thì đã bị heo Hóc lao như xe đua F1. Hút văng tất cả trên đường đua, riêng tên cầm đầu là bị heo Hóc cho bay thẳng xuống núi. Lúc này thì anh tóc vàng lại tiếp tục kiểm tra nhịp tim cho cô gái. Cô gái lang thang đến đây chính là để tìm kiếm Thất Hình Đại Tội. Nhờ họ giúp đỡ ngăn chặn bọn kỵ sĩ phản loạn, chúng đã bắt nhiều thành viên của hoàng tộc, khống chế người dân và khơi dậy chiến tranh. Những người có thể ngăn chặn chúng bây giờ chỉ có thể là Thất Hình Đại Tội. Những người mang 7 biểu tượng dã thú trên người, được biết đến như 7 kẻ tội đồ hung ác và mạnh mẽ nhất vương quốc. 10 năm trước, vì bị nghi ngờ mưu phản lại vương quốc, họ đã bị tấn công bởi thánh kỵ sĩ và biến mất. Mặc dù được coi là tội đồ nhưng cô gái vẫn tin họ là những người tốt. Lúc cô còn nhỏ, cha vẫn thường kể với cô rằng Thất Hình Đại Tội là những người tuyệt vời nhất. Lúc này thì vách núi bỗng bị chém bay. Người vừa chém bay vách núi chính là gã to con này. Hắn có vẻ khá tự mãn, lại có thêm 2 thi thể vô danh rồi. Anh tóc vàng nhảy từ dưới núi lên khiến hắn có chút sững sờ. Nhìn thấy chiếc bông tai độc quyền này, hắn nhanh chóng nhận ra cô gái này chính là Tam Công Chúa Elizabeth. Elizabeth cùng anh tóc vàng bỏ chạy vào trong rừng. Gã to con tung một nhát chém cực mạnh, thổi bay cả khu rừng. Hên là có anh tóc vàng nên Elizabeth không sao. Suýt nữa là thành lợn xiên que mà không sao à. Để không liên lụy đến anh tóc vàng, Elizabeth quyết định tự giao nộp. Gã to con chém một nhát nữa về phía Elizabeth. Anh tóc vàng lại cứu cô một lần nữa. Elizabeth bỗng bật khóc. Để không bị lộ danh tính, cô đã đi bộ đến kiệt sức với bộ giáp mà mình chưa từng mặc, nhưng vẫn không thể tìm thấy Thất Hình Đại Tội. Tóc vàng rất tốt với cô, mặc dù có chút dê sồm. Vậy nên Elizabeth không muốn liên lụy đến người mà ngay cả tên cô cũng không biết. Anh tóc vàng đáp lại, tôi tên là Meliodas. Đúng vậy, anh ấy chính là một trong những Thất Đại Tội, tội đồ của sự phẫn nộ. Rồng Meliodas, gã to con tiến đến chém Meliodas, nhưng đòn tấn công của hắn lại bị phản ngược lại người hắn. Hắn bắt đầu nhận ra Meliodas. Hắn không hiểu tại sao 20 năm đã trôi qua mà Meliodas vẫn không có chút thay đổi, vẫn trẻ trâu như ngày nào. To con sợ hãi dùng hết sức tung một cú chém, nhưng kết quả vẫn như lần trước, đòn tấn công bị phản ngược lại và thổi bay hắn. Vào một tháng trước tại Vương quốc Lyon, những tên kỵ sĩ phản đồ đã tấn công đến nhà vua. Elizabeth không còn cách nào khác, đành phải bỏ trốn bằng đường hầm bí mật. Cô mặc một bộ giáp và đi khắp nơi tìm Thất Đại Tội.
Cũng từ đó mà cô gặp được Meliodas. Sau trận chiến với gã to con, đồ của Elizabeth đã bị rách khắp nơi. Meliodas tìm cho cô một bộ đồ mới. Úi giời ơi, mặc như này đã vừa lòng mấy anh chưa? Chứ tui là tui nhịn thằng này hơi lâu rồi đấy nhé. Elizabeth hỏi Meliodas, ngài có thật sự là tội đồ như lời đồn không? Anh trả lời rằng, thật ra 10 năm trước tôi đã đi vòng quanh Lyon và cướp tất cả quần lót phụ nữ mà tôi gặp. Dạo đó, thật ra là tôi đã đi xung quanh sờ ngực hơn 1.000 phụ nữ. À mà cái này là do ổng bốc phét thôi, chứ thật ra anh rất trung thủy. Quán của Meliodas rung chuyển, bọn họ đã đến làng Bechnia, thì ra quán của Meliodas được chở bởi một con heo lớn. Nó còn có khả năng độn thổ khi đã đến nơi, quán của Meliodas lấy rượu bia từ khắp nơi trên vương quốc. Nhưng bia từ làng Bechnia vẫn là đỉnh nhất. Họ đi vào trong làng thì thấy mọi người tụ tập khá đông. Lại gần hỏi thì biết, bọn họ đang cố gắng rút thanh kiếm mà thánh hiệp sĩ cắm xuống. Ngày hôm qua, dân làng đã chịu sự tức giận của thánh kỵ sĩ. Ma thuật của hắn đã phong ấn nguồn nước dưới lòng đất. Nếu cứ thế này thì không chỉ con sông mà thảo dược cũng sẽ chết. Biết bao nhiêu người cường tráng trong làng hợp sức lại, lôi muốn lòi cức mà nó vẫn éo lên. Lúc này có một cậu nhóc xuất hiện nói, tại sao phải rối loạn vì thanh kiếm của thánh hiệp sĩ này chứ? Việc này giao cho người bạn của cháu trong thất đại tội là xong ngay. Nhắc đến thất đại tội khiến dân làng rất tức giận. Cậu nhóc bị những đứa trẻ khác trong làng ném đá, nhưng nó lại bay vào mặt Meliodas. Anh dẫn cậu nhóc chạy về quán mình. Cậu nhóc nói mình đói nên Meliodas đã mời cậu ăn. Chà, trông ngon quá, cắn thử một miếng thì úi giời ơi, ngon thấu trời mây luôn. Cha mẹ của cậu nhóc là nhà thám hiểm, nhưng vài năm trước đó, họ đã trở thành nạn nhân của dịch bệnh trước khi đến làng Bechnia. Từ đó cậu được những người trong làng nuôi nấng như ba mẹ. Tuy nhiên, cậu không phải là thành viên của gia đình nào cả. Cậu nhóc ghen tị với những người có gia đình và bắt đầu quậy phá, nói dối. Vào ngày trước, tên kỵ sĩ đến và được dân làng mời uống thử bia. Hắn chê bia của làng, chỉ hơn nước tiểu ngựa một chút. Cậu nhóc tức giận ném con bọ vào ly bia của tên hiệp sĩ, khiến hắn tức giận cắm thanh kiếm xuống lòng đất, phong ấn nguồn nước. Vào lúc này có hai tên lính quèn đến làng cà khịa. Nghe đây, nếu các ngươi không kéo được thanh kiếm ra lúc hoàng hôn, thì bọn ta sẽ tăng mức thuế của làng này lên 10 lần. Cậu nhóc chạy ra rút thanh kiếm, dân làng mắng chửi cậu nhóc vì đã khiến họ lâm vào tình cảnh này. Lúc này thì trưởng làng lên tiếng, ai là người đã xúc phạm niềm tự hào của chúng ta? Là Mít à, không, đứa trẻ đó chỉ nói lên cảm xúc thật của chúng ta mà thôi. Nghe trưởng làng nói vậy, mọi người đều tỉnh ra, cùng nhau gồng cơ đít hít cơ mông kéo thanh kiếm ra. Người ta thì cực khổ như vậy, còn hai thằng này thì vừa ngồi uống bia vừa cười như thế này đấy. Lúc này thì Meliodas bước ra, nhẹ nhàng dùng một tay rút thanh kiếm, khiến dân làng và hai tên lính quèn sửng sờ. Nước bắt đầu chảy trở lại, dân làng rất vui mừng, ngôi làng bắt đầu bình yên trở lại. Tối đến, dân làng rủ nhau đến quán của Meliodas uống bia. Do mới bắt đầu làm phục vụ nên Elizabeth có chút hậu đậu. Hết ly bia bay lên đầu người này rồi cái bánh bay thẳng vào mặt người kia. Những tên lính quèn lúc này đã báo cáo chuyện này lại với tên thánh hiệp sĩ. Một thằng nhóc vô danh đã may mắn rút được thanh kiếm của ngài. Tên thánh hiệp sĩ biết thừa rằng, không phải cứ may mắn là có thể rút được thanh kiếm của hắn. Hắn dùng một thanh giáo, xác định góc độ và khoảng cách, phóng mũi giáo đi với một lực cực mạnh. Meliodas nhanh chóng cảm nhận được việc này. Anh đi ra ngoài trò chuyện với Elizabeth một lúc thì mũi giáo bay đến. Meliodas nắm mũi giáo lại thì bị lực của mũi giáo đẩy đi một đoạn xa. Sau khi đâm qua vài tòa nhà thì Meliodas cũng đã dừng được mũi giáo lại. Anh gồng cơ đít hít cơ mông ném ngược trở lại, mũi giáo bay ngược trở lại đâm sập cả một tòa thành. Tên thánh hiệp sĩ mà không né kịp thì chắc bây giờ cũng đi bán muối rồi. Sau đó, Meliodas cùng Elizabeth quyết định sẽ đến rừng Bạch Mộc để tìm kiếm một người khác trong thất hình đại tội. Và đến đây là hết tập 2 rồi. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh Anime TQ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.